đặt ở bờ niết bàn của thành lương, khiến để tất cả phiền não thiêu đốt, lại khiến thân có thức nhấp lấy y được thành lương, nên biết nhiều trước lãnh thọ thọ lượng của thân, cho đến nói rộng chưa xả mạng căn, thường ở xứ hàng trụ chọn không thối thất quả a la hán, cũng không đang tạo vô minh duyên hành. Sao còn là ở nơi sự chứng đắc địa tăng thượng mạng, vị kia lúc bấy giờ thành tựu trí kiến năng duyên, duyên khỏi diệu thiện thành tịnh, khỏi tư duy đầy đường thắng nghĩa đế, không kẻ lưu chuyển, không người niết bàn, chỉ có pháp này sanh khiến pháp kia sanh, chỉ có pháp này diệt khiến pháp kia diệt. Lại nữa, lược có hai chủng tăng thượng mạng, một ở hàng hữu học tăng thượng mạng, hai ở hàng vô học tăng thượng mạng. Nếu hàng hữu học tăng thượng mạng kia bảo người rằng: ta đã vượt qua nghi, vĩnh viễn đoạn bà kiết, ta đối với sở trường hữu học giải thoát đã điều do dự, đã nhổ tên độc, đã nàng vĩnh viễn đoạn thân kiến là căn bản của tất cả kiến thú. Nếu hàng vô học tăng thượng mạng kia bảo người rằng: không còn việc nào vượt hơn để ta đáng nên làm, chỗ nên quyết trạch ta đều đã làm. Hai chủng như vậy, hoặc nương duyên khởi, hoặc nương niết bàn. Lại khi nương điều thánh thuyết như là xuất ly, thế gian tánh không tương ưng, thuận nghịch, duyên khởi của tánh duyên thẳm sâu, cũng không thể hiểu rõ, không tùy ngộ nhập. Do hai chủng nhân và duyên đây ở nơi hiểu biết như thật mà phát khởi hoài nghi, đối với vĩnh viễn đoạn phiền não tương tục của tự thân, tác chứng niết bàn cũng sành do dự. Vì cớ sao? Do hàng hữu học tăng thượng mạng kế chấp ngã sở, thường đuổi theo nhập vào tác ý ngã mạng, vì tế truyền chuyển gián đoạn không gián đoạn mà không thông đạt rõ biết. Lại nhậm vận giữ gìn samatha tương tục, ngăn phòng phiền não thô, khiến không tạp loạn. Do nhân duyên đây kia, đối với chỗ chưa đắc sanh tưởng đã đắc, đối với chỗ chưa phòng hộ sanh tưởng đã phòng hộ, liền khoe khoang với người. Lại hàng vô học tăng thượng mạn kia, tự cho rằng ta đã tịch tĩnh, ta đã niết bàn, ta đã lìa ái, ta đã lìa thủ, là đối với các tăng thượng mạn vi tế hiện hành chưa đoạn mà không thể rõ biết. Đối với chỗ chưa đắc sanh tưởng đã đắc, đối với chỗ chưa phòng hộ sanh tưởng đã phòng hộ, liền khoe khoang với người. Lại nên biết người vô học tăng thượng mạn quyết định trước sanh khởi tăng thượng mạn, đối với kẻ hữu học thì không đúng nghĩa. Các hữu học đối với vô học trên khởi tăng thượng mạn, vì cớ sao? Chẳng phải người vô học kia phiền não tương tục hiện hành, buộc tâm trụ bền chắc nơi ấy, chỉ có lạc niệm mỏng yếu tạm thời phiền não hiện hành, tầm lại thông đạt chóng năng xa lìa. Lại kia như vậy, hoặc do thời trước đối với chỗ chưa đắc khởi tăng thượng mạn đã đắc, hoặc ở thời nay đối với chỗ đã đắc sạch nghỉ, hoặc do dự hoại nơi tâm, liền sách ít sầu khỏi tư duy. Nếu sở chứng của ta không chỗ có, thì sở chứng của người lẽ cũng không có. Như vậy liền sạch đà kiến phỉ báng các bậc thánh, thọ nhân đi vào đường ác, chịu sự suy tổn lớn. Sao gọi là những điều thẳm sâu mà bậc thánh thuyết như trước đã nói? Đó là năng khai thị, duyên khỏi thẳm sâu kiếm cánh niết bàn, và tướng tương ứng thể tánh hữu vi vô vi sai biệt. Hữu vi vô thường, vô vi thường trụ, các hành đều khổ, niết bàn tịch tĩnh, tất cả hữu vi nói chung chỉ là khổ và chỉ là nhân khổ, tất cả vô vi nói chung chỉ là các khổ và nhân vĩnh viễn diệt. Nếu các bí sô ở trong hiện pháp đắc niết bàn, vĩnh viễn đoạn các đường nhân khổ hậu hữu, khiến đời đường lai chỗ có quả khổ rốt ráo không chuyển, thời sau không tiếp nối khổ, nhân trước dẫn dắt khổ y hiện tại, nhậm vận mà diệt tận cho đến ngàn mé khổ, nhập vô dư y niết bàn giới, trong đời đều không người trước từng lưu chuyển, cũng không người nay bát niết bàn. Nếu năng khai thị nghĩa như vậy, nên biết gọi là những điều thẳm sâu mà bậc thánh thuyết như trước đã nói. Lại nữa, bản tánh duyên khởi tối cực thẳm sâu, nếu có người năng khai thị khiến người khác dễ hiểu, nên biết do hai nhân duyên: một, do đại sư khéo khai thị; hai, do bồ đạc giả la đầy thành tiểu trí thông vẫn sâu xa rộng lớn. Các cú nghĩa nói về người thuyết hoặc người nghe nên biết, như đã nói ở trước trong phần nhấp dị môn, nên biết trong đề các pháp duyên khởi lược do bốn tướng tối cực thẳm sâu. Những gì là bốn? Một, do nhân quả vì tế khó rõ biết; hai, do vô ngã khó rõ biết; ba, do hữu tình lìa hệ mà có hệ phược khó rõ biết; bốn, do hữu tình có hệ mà lìa hệ phược khó rõ biết. Một, sao gọi là nhân quả vi tế khó rõ biết? Đường quan sát đạo lý thánh đế bắt đầu từ lão tử cho đến thức duyên danh sắc, chỗ có trí hữu có thể tánh duyên. Sao gọi là có thể tánh duyên? Ở trong đây hữu là nhân duyên của sanh,
Nếu đầy chứa vĩnh viễn đoạn thì có sành sành khởi, sành đã sành rồi, chỉ đợi thời sau lão tử. Nên biết trong đây nhân duyên của sành cũng gọi là sành, nhân duyên phát khởi cũng gọi là sành. Có sành trước nên có sành sau, có sành sau nên có lão tử. Trong đây sành trước là nhân của sành sau, cũng là duyên với lão tử, sành sau chỉ là duyên của lão tử. Như vậy tất cả nhiếp chung làm một lược thuyết là sành duyên lão tử. Nên biết đây gọi là chi lão tử có thể tánh duyên thứ nhất. Như đã thuyết về chi sanh thì chi hữu và chi thủ nên biết cũng ẩn lập như vậy. Trong đây thủ có sự sai khác ở chỗ là dục tham không sai biệt gọi là thủ. Chi thủ sai biệt an lập có bốn, như vậy chi ái hoặc vì môn cầu dục mà phát khởi các nghiệp, hoặc vì môn cầu hữu mà phát khởi các nghiệp, do môn nghiệp chỗ có các ái đây. Nên biết quay về thọ ái phi ái, lại tức ái đây do môn sáu xứ phát khởi vô minh xúc sanh thọ làm duyên khiến chuyển. Lại có thọ khác không phải ái đây duyên, đó là thọ do minh xúc khiến sanh khởi, và thọ do chẳng phải minh chẳng phải vô minh xúc sanh khởi. Lại tức thọ đây nên biết tất cả đều dụng tương tạo xúc làm duyên. Sự việc đây thế nào? Đó là minh và vô minh tương ứng với tăng ngữ xúc, trái tướng đây là hữu đối xúc. Lại minh xúc và vô minh xúc đây thuận theo tăng ngữ xúc, nhiều chỗ thích hợp nên biết kia dụng lắng nghe chánh pháp hoặc chẳng phải chánh pháp, ở nơi cảnh sở duyên hoặc chánh hoặc tà, trí văn từ tù tương ứng các danh lấy làm duyên của kia, chẳng phải mình chẳng phải vô minh xúc nhấp lấy hữu đối xúc, nên biết kia dụng hoặc nội hoặc ngoại các sắc làm duyên, như vậy gọi chung là danh sắc duyên xúc. Lại tức sáu xứ có hai phần là danh và sắc cùng xúc làm duyên, nên biết trong đây ý xứ phi sắc cũng tương ứng các pháp phi sắc khác, một phần như vậy thuyết gọi là danh, các sắc xứ khác gom chung là một phần thuyết gọi là sắc. Lại danh sắc đây ở trong hiện pháp do thức tiếp nối sanh làm duyên dẫn dắt và năng giữ gìn khiến không tàn hoại. Lại tức thức đây tiếp nối sanh rồi về sau nương danh sắc trụ, hoặc đồng thời sanh hoặc không gián đoạn sanh nương kia mà truyền, nên ở hiện pháp đây cũng dụng danh sắc kia làm duyên. Nên biết danh sắc do nghiệp trước dẫn dắt và thức nương nhau chuyển làm duyên. Như vậy nên biết thức duyên danh sắc lấy làm biên sau, chỗ có chi hữu tùy theo tướng lão tử như trước đã thuyết, tùy chỗ thích hợp có thể tánh duyên. Như vậy gọi là nhân quả vi tế khó thể rõ biết, vì khó rõ biết nên biết duyên khởi gọi là thẳm sâu, tối cực thẳm sâu. 2. Sao gọi là khó có thể rõ biết vô ngã? Đó là đã an lập các nhân quả duyên khởi ngang việc như vậy, ở trong khắp tất cả chủng hữu tình khởi, tăng ngữ hữu tình không sai biệt, tức tăng ngữ đây nên biết là đường, nương xứ đây có ngôn từ truyền. Thì thiết mỗi hữu tình đều riêng khác, đó là loài chim, cá, rắn, bọ cạp, người trời. Lại mỗi một loài sai khác thì lập danh tự sai khác, như anh vũ, xá, lợi, khổng tước, hồng nhạn, đa văn trí quốc, tăng trưởng, số mục, xá lợi tử, cực hiển thiện, cấp cô độc, danh tự sai khác của tất cả nghĩa hình thành. Ngang việc như vậy, ở nơi các ngôn thuyết thế tục gọi là sĩ phu, có nói năng bàn luận chuyển, đó là các sở hữu thọ hoặc minh xúc sanh, hoặc vô minh xúc sanh, hoặc chẳng phải minh, chẳng phải vô minh xúc sanh. Như vậy tất cả đều cùng cả hai danh và sắc. Nếu các danh sắc vĩnh viễn diệt không còn, thì sở hữu các thọ không thể được sanh. Nên biết đây gọi là duyên khởi vô ngã, khó thể rõ biết. 3. Sao gọi là khó có thể rõ biết tánh hữu tình lìa hệ mà có hệ phược? Như ngoại đạo lãnh nạp cái thọ do xúc đối vô minh xúc mà sanh khởi do ba môn, nên ở nơi vô ngã duyên sanh các hành đây mà khởi kiến thi thiết phân biệt có ngã. Sao gọi là ba môn? 1. Ở dục giới chưa đắc ly dục, ở trong ba chủng thọ hệ buộc dục giới, kế chấp hư vọng một phần là minh ngã sở, kế chấp hư vọng một phần là tánh thọ giả, khởi kiến thi thiết phân biệt có ngã. 2. Ở dục giới đã đắc ly dục, ở đệ tam tịnh lự chưa đắc ly dục, chỉ ở nơi thọ lạc mà kế chấp cho là có chỗ đắc, tức kế chấp hư vọng, đây là minh ngã sở, kế chấp khởi kiến thi thiết. Bên ngoài thọ đây riêng có thật ngã là kẻ năng thọ, ngã đây là có pháp thọ, tức dụng thọ kia lãnh nạp thọ đây. 3. Ở đệ tam tịnh lự trở lên, các thọ không khổ không lạc vi tế, không thể thông đạt phân biệt có ngã, khởi kiến thi thiết ở nơi các thọ đều chẳng có người thọ. Như vậy tất cả do ba chủng môn sanh khởi ngã kiến đều không đúng lý.
Vì cớ sao? Bởi lẽ ba chủng thọ đều vô thường, nên chỗ kế chấp ngã lẽ cũng vô thường. Cho nên kiến ba thọ kia là ngã thì không đúng đạo lý. Lại ở đệ tứ tịnh lự trở lên đều không thọ lạc, trong đây cũng không kẻ năng thọ lạc để kế chấp ngã ở kia thọ lạc, nên gọi là có pháp thọ thì không đúng đạo lý. Lại ở đệ tứ tịnh lự trở lên cho đến vô xác định kia kế chấp ngã lẽ không cảm thọ, kia do định tịch tĩnh phát sanh thọ, phát khởi ngã mạn cho là ngã tịch tĩnh. Mạn đây lẽ không, nhưng lại có mạn đây, cho nên kế chấp đây cũng không đúng lý. Nên biết trong ấy, nếu các duyên khởi không thẳm sâu thì kẻ kia lẽ không có như vậy mà vô trí kế chấp hư vọng hoại mất như vậy. Các thánh đệ tử nội pháp đa văn ở nơi các thọ do xúc đối minh xúc sanh khởi, rõ biết tất cả chỗ khởi ngã kiến đều không đúng lý, cho nên quán kiến các pháp vô ngã kia ở nơi thế tục và thắng nghĩa đế đều được thiện xảo. Cho nên như trước đã thuyết, ở nơi Như Lai diệt, về sau hoặc có hoặc không, cho đến chẳng phải có chẳng phải không, đều không chấp trước. Đối với việc như vậy mà tâm được giải thoát, giả sử có người đến hỏi như vậy là có chăng, như chỗ thích hợp mà không ký biệt, như vậy là không, hoặc vừa có vừa không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không, như chỗ thích hợp đều không ký biệt. Như vậy các vị kia do diệu trí làm tiền dẫn mà không ký biệt. Nếu có kẻ cho rằng đây là người vô trí, nên biết kẻ ấy là cực đại vô trí, cực đại tà kiến. Lại kẻ kia như vậy hành theo kiến ngoại đạo, ở trong hiện pháp nương ba chủng vọng kiến như trước thuyết, hoặc thi thiết ngã đây là hữu sắc, hoặc thi thiết ngã đây là vô sắc, hoặc thi thiết ngã là hẹp nhỏ, hoặc thi thiết ngã là phù lượng, như hiện pháp khởi kiến thi thiết phân biệt ngã là chân thật có được. Như vậy đường lai khởi kiến phân biệt, vì người thi thiết nên biết cũng vậy. Tuy có nhiều chủng hư vọng phân biệt ngã, nhưng vì chỉ có một loại hữu thân kiến tùy miên hệ buộc. Vì chưa đoạn kia nên tùy các kẻ đạo thế tục dần dần để hệ phược cho đến hữu đảnh, nhưng do thấp kém nên biết kia vẫn gọi là hệ phược. Như vậy gọi là diệu trí thiện xảo, dùng các duyên khởi năng tùy ngộ nhập hữu tình lìa hệ mà có hệ phược, tánh khó rõ biết. Bốn, sao gọi là hữu tình có hệ mà lìa hệ phược, tánh khó rõ biết? Đó là các thánh đệ tử đa văn vì xúc đối minh xúc phát sanh thọ, nên ở trong hệ pháp không đắc thật ngã, cũng không thì thiết thần hoại, rồi về sau cũng không ở trong bảy thức trụ kia thì thiết tất cả chúng hữu tình, hoàn trở lại ở cõi dưới tiếp nối sanh thức xứ. Lại ở cõi sanh khởi thức xứ, vị kia ở nơi thức trụ và ở nơi hài xứ, lúc dụng các duyên khởi đạo lý thánh đế như thật quán, thành a la hán hoặc a la hán tuệ giải thoát, hoặc a la hán cầu giải thoát, đầy đủ tám giải thoát định lực đẳng trí. Vị kia ở hiện pháp tuy năng hiện thấy có sanh lão tử, nhưng gọi là từ kia mà được lìa hệ. Tuy lại hiện kiến lãnh nạp các thọ, nhưng gọi là ở nơi thọ mà được lìa hệ. Tuy lại hiện kiến có thức danh sắc, nhưng gọi là ở nơi kia mà được lìa hệ. Như vậy gọi là diệu trí thiện xảo dụng các duyên khởi, như thật rõ biết hữu tình có hệ mà lìa hệ phược, tánh khó rõ biết. Như vậy do bốn tướng đã nói trên, nên biết duyên khởi gọi là thẳm sâu, tối cực thẳm sâu. Lại nữa Út Đà Nam nói, khác thế tục thắng nghĩa, pháp nghĩ đây làm thảy, đại không và phân biệt, mình làm là rốt sau. Ở trong tranh pháp tỉ nại ra đây, kẻ ngu người trí, cả hai từ tiền tế đến trung tế, khắp do hai chủng phiền não căn bản tập thành, thân có thức, thân đầy làm duyên, ở bên ngoài thuộc số hữu tình, chẳng phải hữu tình, danh sắc nhiếp lấy cảnh giới sở duyên, lãnh nạp bà thọ. Nhưng ở nơi tất cả tiền trung hậu tế kia, người trí và kẻ ngu có sự sai biệt lớn. Nên biết trong đây ở trung tế có sai biệt, tức là do hai chủng phiền não căn bản tập thành thân có thức như vậy. Ở trong hiện pháp hai chủng đầy đều đoạn, vì hai đầy đoạn nên ở đời đương lai lại không có thức kia đi theo thân, đây tức gọi là ở hậu tế sai biệt. Hỏi, duyên nào người trí thành tựu tánh của người trí? Đáp, ở trong hiện pháp sở hữu tập đế và hậu tế sở hữu khổ đế đều lìa hệ buộc. Hỏi, duyên nào kẻ ngu thành tánh kẻ ngu? Đáp, vì không có lực năng đoạn hai kia, đã từng huân tập thuận thánh giáo gọi là người trí. Vì trước đã tầm cầu tư lương trí, nhiếp các phạm hạnh, ở nơi thánh giáo chưa từng tu tập gọi là kẻ ngu. Vì trước không tầm cầu tư lương trí, nhiếp các phạm hạnh, nên biết đây gọi là kẻ ngu. Người trí ở tiền tế sai biệt.
Lại nữa, các thánh đệ tử Đa Văn ở nơi các duyên khởi thiện xảo, như thật rõ biết đạo lý hai đế là Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế. Vì như thật biết, ở trong hiện pháp thân có thức, chỗ có các pháp rõ biết vô ngã, chọn không chấp kia cho là ngã ngã sở. Do ở nơi thắng nghĩa được thiện xảo nên không sanh tà chấp. Ở nơi hữu tình, đọa trong các hành tương tục của nghiệp chính mình tạo tác, như thật rõ biết không có chuyển chuyển, người làm mình làm. Cũng không tạo tác nghĩa kiết tường, rõ biết đây rồi bèn tránh xiêm tu, lìa hệ buộc phiền não. Do ở nơi thế tục được thiện xảo nên sang lìa chỗ có, tăng thêm những điều không thật có, tổn giảm những điều thật có. Ở trong hiện pháp, người kia đối với thần có thức, trước đã tạo tác tư duy chỗ mong muốn của kia, tư duy chỗ kiến lập của kia, do thệ nguyện nên văn từ thành tựu diệu tuệ, lấy duyên khởi thiện xảo làm chỗ nương, dụng samatha tí bát xá na tu tập thành tựu hạnh năng tùy ngộ nhập. Lại ở nơi thức xúc thọ tưởng tư thân trải qua quán lạc khổ, lại khi quán ái thân sai biệt nên biết, tức là quan sát tập đế. Vị kia ở nơi hai đế có sanh diệt trí, như cho rõ biết do có nhân tập nên như chỗ ấy tập, do nhân diệt nên như chỗ ấy diệt. Đó là do tác ý tu tập định địa thế gian, nhân duyên tác ý như vậy nhập đế hiện quán. Vị kia vào thời trước ở nơi thế gian tập và thế gian diệt, do tuệ văn tư mà gọi là khéo thấy, cũng gọi là khéo biết. Do tuệ tu nên gọi là khéo tư duy. Này ở nơi thành đế, lúc nhập hiện quán gọi là khéo liễu, cũng gọi là khéo thông đạt, do tận sở hữu như sở hữu, nên tùy theo thứ lớp ấy. Bây giờ, nếu do tuệ văn tư gọi là hướng đến chánh pháp, do tuệ tu gọi là thân cận chánh pháp, do thông đạt đế gọi là chứng chánh pháp, lại do hướng đến do thân cận chánh pháp nên gọi là đến nguồn đáy, do chứng chánh pháp gọi là đến khắp nguồn đáy. Lại tuệ hữu học gọi là nhập thế gian, diệu tuệ ra khỏi tận diệt đây vì vô lậu, vì tương tục trong thánh mới có được nên gọi là thánh tuệ. Vì năng tận diệt, năng ra khỏi tất cả phiền não và các khổ nên gọi là tuệ xuất ly. Vì năng thông đạt túy cực rốt ráo nên gọi là tuệ quyết trạch. Vị kia đã thành tựu diệu tuệ như vậy, lại khỏi suy nghĩ, ta sẽ tinh tấn đoạn tất cả sở hữu phiền não về sau, tức đối việc đây nhiều tu tập, nên ở nơi tu đạo vượt khỏi phiền não sót thừa, tận diệt tất cả khổ. Như vậy hiển thị sở hữu chánh đạo từ sơ nghiệp địa cho đến thành tựu quả A-la-hán. Lại nữa, do hai nhân duyên ở nơi các duyên khởi và pháp duyên say kiến lập hai phần đạo lý sai biệt, đó là như chỗ lưu chuyển và các chỗ lưu chuyển. Nên biết trong đây có 12 chi lưu chuyển sai biệt, lại như chỗ thích hợp thứ lớp lưu chuyển đúng lý nhân quả. Lại thứ lớp đúng lý nhân quả đây, từ thời vô thỉ đến nay chuyển chuyển an lập, gọi là pháp tánh. Do đời hiện tại gọi là pháp trụ, do đời quá khứ gọi là pháp định, do đời vị lai gọi là pháp như tánh. Chẳng phải không tánh nhân nên gọi là như tánh, chẳng phải không như tánh, như thật tánh nhân nên gọi là thật tánh, như thật quả tánh nên gọi là đế tánh, sở trì thật tánh nên gọi là chân tánh. Do tánh y xứ như thật trí nên gọi là không điên đảo tánh, chẳng phải điên đảo tánh. Do tánh y xứ văn tự kiến lập tương ứng tất cả duyên khởi kia nên gọi là duyên khởi đầy thuận thứ lớp tánh. Lại hai chủng thệ xảo đây, các thánh đệ tử Đa Văn ở trong ba đời như thật rõ biết, xa lìa tất cả tác ý phi lý. Ở nơi thánh đế năng nhập hiện quán, ở nơi các kiến thú ngoại đạo năng được lìa hệ buộc, nên biết như phản hướng đến đã rộng thuyết ở trước. Lại duyên khởi kia từ thời vô thỉ đến nay, nhân quả triển truyền lưu chuyển tương tục, như lại ở nơi thật tánh lưu chuyển đầy hiện đằng giác rồi, dùng trí vi diệu khởi tránh ngôn từ phương tiện, khai thị không phải sanh, không phải làm tạo. Nên biết trong đây từ thời vô thỉ đến nay, nhân quả triển truyền pháp trụ pháp tánh, do kia tương ưng danh cú văn thân, vì kiến hiểu rõ nên tùy thuận kiến lập pháp trụ pháp giới chủng tánh y xứ. Lại nữa, do hai nhân duyên mà ở nơi tác đầy thọ đầy, tác khác thọ khác không nên ký biệt. Sao gọi là hai? Một, vì chỉ mỗi một nhân quả phụ thuộc lẫn nhau, vì các hành tương tục trước sau khác nhau. Hai, khác đây, tác giả thọ giả chẳng thể có được, nếu ở luận đây không lãnh thọ, không chấp thủ, dùng hành trung đạo như chỉ dùng nhân quả mà tránh ký biệt thì cũng không có lỗi. Lại nữa, tất cả vô ngã không có sai biệt, gọi chung là không, đó là bộ đặc giả là vô ngã và pháp vô ngã.
Bộ đặc giả là vô ngã, đó là liều ngoài tất cả duyên sanh hành riêng có thật ngã thì chẳng thể được. Pháp vô ngã, tức tất cả duyên sanh các hành tánh không phải thật ngã vì vô thường vậy. Hai chủng như vậy được nhiếp làm một. Ở xứ kia thuyết đây gọi là đại không, đó là nếu có người lìa ngôn thuyết thế tục, kiến hư vọng làm chỗ nương, khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, có vật riêng khác pháp duyên sanh, hoặc pháp duyên sanh khác kia thuộc kia, đầy nương vọng kiến chẳng phải trụ phạm hạnh. Vì cớ sao? Do kiến như vậy nương không thứ nhất mà kiến sở trị chuyển. Vì người phát khởi kiến đây không xứng với giải thoát, hoặc lại tức trong danh sắc nhấp lấy pháp duyên sanh, nương ba chủ kiến hư vọng như trước thuyết, khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, mạng tức là thân cho đến nói rộng. Như vậy cũng chẳng phải an trụ phạm hạnh. Vì cớ sao? Do kiến như vậy nương không thứ hai mà kiến sở trị chuyển. Vì người phát khởi kiến đây không xứng với giải thoát, xa lìa hai biên tà kiến như vậy, chỉ kiến nhân quả gọi là hành trung đạo, sở tri chân như gọi là như thật tánh, năng tri chân như gọi là không điên đảo tánh. Ở nơi các hành già thi thiết có, tức là chính là các hành thuộc kia, nên nương thắng nghĩa có như vậy, thì tất cả hành kia hoặc diệt hoặc đoạn, sao lại khá thuyết chính là các hành thuộc kia, bởi lúc bấy giờ hai chủng như vậy đều chẳng thể có được. Lại nữa, do hai nhân duyên nên biết thì thiết sở hữu duyên khởi tất cả chủng tướng, đó là nêu cử chung hoặc phân biệt riêng. Sao gọi là hai? Một, vì tánh như sở hữu. Hai, vì tánh tận sở hữu. Sao gọi là tánh như sở hữu? Đó là các pháp duyên sanh như vô minh, thứ lớp tương ứng thể tánh nhân quả. Vì nhân đây chưa đoạn nên có quả kia chưa đoạn, vì đây chưa đoạn nhân sanh nên kia chưa đoạn quả sanh. Như vậy gọi là tánh như sở hữu. Sao gọi là tánh tận sở hữu? Là tất cả chủng tướng của các duyên sanh hành như vô minh, như vô minh kia là do ở nơi tiền tế không hiểu biết, cho đến nói rộng thể tướng sai biệt, dành rộng phân biệt nên biết như phần nhiếp dị môn ở trước, kiến là phân biệt nên biết như trước. Như vậy gọi là tánh tận sở hữu. Đừng tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu như vậy, hoặc nêu cử chung hoặc phân biệt riêng, trước nêu ra chung gọi là ban đầu, về sau tức ở đây đại rộng khai thị gọi là phân biệt. Lại nữa, do hai nhân duyên tự tạo ra khổ vui mà không thể thị thiết, không thể ký biệt. Như vậy người tạo ra, mình người tạo ra, không phải mình, không phải người tạo ra, không nhân mà sanh nên biết cũng vậy. Sao gọi là hai? Một, các hành như trước đã thuyết không có tác dụng. Hai, vì khác đây tác giả hữu tình không thể có được. Trong đây vì khác hành không có tác dụng nên đầy thọ, đầy lãnh tự tạo tác khổ vui thì không đúng đạo lý. Lại vì khác đây tác giả hữu tình không thể có được nên thọ khác, lãnh khác không đúng đạo lý, nên thọ sự khát ái, nhiếp thọ người thọ cũng không đúng lý. Vì có các duyên nên các thọ được sanh, nên không nhân sanh cũng không đúng lý. Cho nên trước xa lìa ba chủng luận biên ác nhân, về sau xa lìa một chủng luận biên không nhân, hiểu rõ như trước, dạy hành trung đạo, xin tu tránh hạnh, năng tận các thứ khổ.